Năm 2022, khi đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát, là năm Việt Nam mở cửa với thế giới và bước ra thế giới với những thành tựu nổi bật. Trong năm 2022, Việt Nam đã đón 3,6 triệu lượt khách quốc tế, là một trong những nước đầu tiên mở cửa du lịch hoàn toàn bình thường kể từ ngày 15 tháng 3. Lượt tìm kiếm về Việt Nam liên tục tăng, nhiều tỉnh thành lọt top bảng xếp hạng du lịch uy tín trên thế giới. Vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games 31 với 205 huy chương vàng, Việt Nam đứng nhất toàn đoàn. Và trên tất cả là tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết của cộng đồng ASEAN. Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới với giá trị 732 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021. Việt Nam duy trì xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp, thuộc nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Nhiều mặt hàng nông sản như gạo Việt khẳng định vị thế mới trên thị trường quốc tế. Nền kinh tế số của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Thương mại điện tử của Việt Nam xếp thứ 5 thế giới với tốc độ tăng trưởng, tăng bình quân 20% một năm. Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, thu hút hàng trăm nhà khoa học kiệt xuất trong nước và trên thế giới. Các giải thưởng đã được trao cho những phát minh mang đến sự phát triển bền vững cho toàn nhân loại sau đại dịch. Năm 2022, các giải thưởng thế giới ghi danh tên tuổi nhiều nhà khoa học Việt Nam như 3 ngôi sao khoa học đăng lên xuất sắc thế giới đến từ Việt Nam của trang research.com, 35 người Việt lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới của giáo sư từ Đại học Stanford Mỹ và còn nhiều cái tên người Việt Nam tại nhiều giải thưởng lớn. Học sinh đạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế với số điểm tuyệt đối. Học sinh lớp 10 đạt huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế và còn nhiều huy chương vàng từ 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam tham gia Olympic quốc tế. Đây có thể nói là năm mưa vàng của các đoàn Olympic người Việt. Việt Nam là quốc gia đầu tiên sản xuất thành công và cấp phép lưu hành vaccine tả lợn châu Phi, giúp phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm đã hoành hành hơn 100 năm qua, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành chăn nuôi heo phát triển, có khả năng xuất khẩu vaccine mang dấu ấn thành tựu quốc tế. Với chủ đề điện ảnh nhân văn thích ứng và phát triển, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 đã diễn ra với 123 bộ phim, hơn 800 đại biểu nghệ sĩ điện ảnh nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Đây cũng là dịp để quảng bá điện ảnh du lịch nước nhà tới bạn bè quốc tế. Ngoài việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ còn ghi được tiếng vang lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Năm 2022, Việt Nam đã trở mình mạnh mẽ, ghi dấu ở nhiều lĩnh vực trên thế giới. Cùng chờ đón những kỳ tích quốc tế mới của Việt Nam trong năm tới 2023.